giờ có vẻ như là đang chuyển mưa đó, chắc là mình nghĩ là một lát nữa thì trời sẽ mưa. Do là trời chuyển mưa đó, nên là thời tiết đó, thời tiết mát, gió thì cũng không có nhiều lắm đâu, nhưng mà khí hậu thì nó mát mẻ, chứ nó không có oi bức như là những cái ngày kia. Thì bây giờ là đây chuẩn bị bước vào mùa mưa rồi đó, nên là khí hậu nó sẽ mát mẻ hơn rất là nhiều. Ở đây có họ đi sạc kê cái sạc kê thì ăn người ta hay kêu cái sạc kê là cái quả bánh mì, bởi vì ăn nó tự tự giống như ăn bánh mì ngọt đó. Thời tiết rất mẻ, nhưng mà thời tiết như vậy á cảm thấy buồn lắm thật luôn. Chẳng thà trời nắng á, trời nắng mà nắng gắt luôn á thì mình cảm thấy là đỡ buồn hơn là cái thời tiết như vậy. Nhớ ngày xưa lúc mà đi học á, vào những năm học cấp 2 thôi, tuy là trường cũng không có quá xa nhà, mà đôi khi á thời tiết như vậy mà chưa chạy tới nhà thì trời mưa nó đổ xuống rồi. Đang tính đặt đơn hàng thứ hai trong ra rồi mình bán, và lần này á thì mình đặt thông qua cái công ty logistics ở đây, tức là cái công ty mua hàng dùm ở bên Trung Quốc đó, mà công ty ở đây mình đặt hàng qua bên Thương Đô, thì các bạn có thể tìm là Thương Đô Logistics cũng được, cũng sẽ ra cái đơn vị đó. Đơn vị đó thì chuyên mua dùm hàng ở bên Trung Quốc về giúp mình đó, thì đương nhiên là sẽ có phí hoa hồng rồi, giống như phí hoa hồng là 2%, tức là mình mua đơn hàng này mình cũng được đặt đó, là nó trị giá là 21 triệu, và cái phí hoa hồng trả cho bên đó là 400 mấy chục ngàn. Thì có chi phí phát sinh hay không đó thì mình không có biết, nhưng mà dù sao thì mình thấy nó vẫn rẻ hơn rất là nhiều so với khi mà mình đặt trực tiếp ở trên Alibaba. Bởi vì khi mà đặt trực tiếp ở trên Alibaba đó, mình đặt cái thùng hàng trước đó bị tính tới 100 mấy chục đô tiền giao hàng á, ấy là tiền vận chuyển từ cái bên đó về bên đây á, tới tốn tới 150 đô lận. Nhưng mà vì á là lần đầu mình đặt hàng qua bên mình nhờ người ta mua hộ á, ấy là nhà Thương Đô mua hộ, nên là mình cũng hơi e dè và mình cũng hơi lo lắng một chút xíu, không có biết có ổn hay không. Bởi vì hiện tại thì có nhiều thứ cũng khiến cho mình lo lắng lắm. Cái thứ nhất á là hiện tại ở bên Trung Quốc bây giờ là do là dịch bệnh Covid á, thì những cái cửa khẩu này kia nó đóng hết rồi, ấy là nó hạn chế, nó xuống rất là chặt, thì mình không biết là mình đặt hàng như vậy thì giống như là hàng hóa của mình nó có về kịp hay không. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai nữa đó
là mình sợ trong cái quá trình vận chuyển như kia đó, giống như là hàng hóa của mình có bị mất mát này nọ, hoặc là có bị đập ra để lấy bớt này kia hay không thì mình cũng không biết nữa. Nói chung thì hên xui thôi. Người ta nói là có chí làm quen có gan làm giàu. Nói chung mình bán như vậy thì mình cũng không có giàu được. Ấy là cũng đỡ bớt cái chi phí sinh hoạt mỗi ngày cho mình thôi. Chứ giàu thì không có giàu đâu. Tại vì nghĩ đi, lấy một đơn hàng người ta lấy lần cả mấy trăm triệu cái tỷ vậy, mình lấy có 20 triệu mà. Thì biết tới khi nào mà giàu đúng không? À, không sao, bởi vì hiện tại thì mình cũng đang tập kinh doanh nên là mình sẽ là mọi thứ có thể để mình kiếm tiền. Là mọi thứ có thể ở đây không phải là mình làm những cái chuyện bậy bạ, những cái chuyện phạm pháp như là buôn hàng lậu bấy thịt kia kia vân vân. Những cái đó thì mình không giờ mình làm, bởi vì một phần là nó thất đức á, cái gì mình bán ma túy này kia thì lời nhiều thì nhiều thiệt đó, mà mình sẽ hại người khác. Với lại nếu mà mình bị bắt coi như là cuộc đời mình xong phim luôn, nên là không bao giờ mình đánh cược vào mấy cái đó. Ấy mình nói là mình kiếm tiền bằng mọi giá, có nghĩa là bây giờ là mình sẽ kinh doanh, tức là mình sẽ kinh doanh khả năng của mình tới đâu thì mình sẽ kinh doanh tới đó. Thì mình hy vọng là mặc dù là mình mới chỉ mới khởi nghiệp, mới kinh doanh được khoảng đâu đó chừng 2-3 tháng trước thôi, đơn hàng thì cũng không có nhiều, nhưng mà 10 cái camera mình cũng bán được 9 cái rồi. Và thật sự luôn á, tại xuất nhập hải quan á nó ăn, nên là mình bán hết cái chục cái camera đó là mình lại có 1 triệu mấy chục nghìn, có 1 triệu mấy thôi. Chưa có 2 triệu bạc nữa. Mà cái thời gian ngâm đơn hàng nó cũng khá là lâu, đâu phải muốn bán là bán được đâu. Mình cũng thử quảng cáo trên Facebook, mà quảng cáo trên Facebook á, cái chi phí nó rất là mắc. Hầu như là mình nạp vô khoảng 100 nghìn mình quảng cáo được rồi. Mình quảng cáo đâu được khoảng là 2-3 ngày gì 3 ngày gì đó, và cái tổng số lượt người mà tiếp cận được cái tin quảng cáo của mình là có 300-400 người thôi. Nó coi như là mình mất 100 nghìn tiền quảng cáo, quảng cáo không được cái gì hết. Cũng có 1-2 người DM, ấy là DM chút có thôi, DM vô DM xong rồi hỏi về hàng hóa, hỏi về cái tâm ra, hỏi xong rồi luôn. Nói chung là quảng cáo trên Facebook thì mình chưa có thấy được cái nào hết trơn. Lúc trước mình đăng nhiều tin ở trên Marketplace á, ở trên Facebook á, thì vẫn bán được 3-4 cái. Với lại mình chủ động mình tìm khách hàng ở trên mấy cái nhóm á, mấy cái hội, mấy cái nhóm kia thì mình bán cũng hàng được 2-3 cái. Rồi từ lên Shopee thì mình bán cũng được 2 cái nữa. Vậy ra là mình bán được 8 cái. Có lẽ là 9 cái lần, nhưng mà tại vì là mình bán 1 cái cho một đứa quen của mình. Đó là lúc trước làm chung á, đó thì mình bán cho nó thì mình không có lấy lợi, mà mình bán giá gốc hoàn toàn luôn. Đó là mình không có lời được đồng nào cái đó hết trơn. Còn những cái mình bán sau này thì mình lại khoảng 1%. Có thì lời có như đó thôi, lời rất là ít, thật sự luôn là không có đủ tiền trải một tí nào. Nhưng mà dù sao có đơn kia thì cũng mừng, cho nên là mình hy vọng rằng vào năm tới thì mình sẽ có được nhiều đơn hơn. Bởi vì mình nghĩ là mình bán hàng khoảng vài năm thì mình có
giữ được nhiều cái kinh nghiệm. Nhưng mà có kinh nghiệm hay không á, thì thật sự ra thì cũng không có quan trọng bằng việc mình có vốn. Khi mà mình có vốn á, thì mình có thể nhập hàng, nói chung là mình nhập nhiều hàng để mình bán á. Đó thì cái khả năng bán hàng của mình nó sẽ cao hơn. Còn nếu mà ví dụ mà mình có kinh nghiệm bán hàng thì mà vốn mình ít, nói chung là mình chỉ lấy lèo bèo vài món thôi, mình nhiều kia thì vẫn bán được đó, nhưng mà cái thời gian đo đơn sẽ rất là lâu, với lại bán nó sẽ không có hiệu quả. Mà cái thời gian đo đơn lâu quá thì nó sẽ phạm vô những cái chi phí sinh hoạt của mình này kia hàng ngày đó, nên bởi vậy rất là rắc rối. Chứ đâu phải mình muốn bán hàng là bán đâu, đương nhiên ai cũng biết là mình bán hàng nó bán được, nhưng mà cái vấn đề đặt ra là mình phải có vốn. Nếu mà không có vốn nhiều thì phải có vốn vừa vừa, và mình nghĩ cái vốn ở đây khoảng chừng 200-300 triệu đó. Chứ có mười mấy 20 triệu rồi là cái gì ăn mình đó, đúng không? Thật sự luôn á, mình làm mấy kinh doanh nhưng mà không có vốn. Mấy giờ thì trên Facebook làm rộ là có cái bà mà đó mua dành cho cái người bán vé số, bài tập vé số, và chúng đọc bắt hết bài tờ là đâu đó khi mà trừ hết thuế ra luôn á thì thật lãnh chắc cũng được 5 tỷ mấy đó. Thật sự thì rất là sướng, và mình nghĩ là và những cái bài viết đó tung hô nào là gì sống giúp đỡ người nghèo, mua vé số này kia thì được trời thương trời cho chúng, thật sự ra thì cũng không đúng. Bởi vì là mua vé số mà cái như người ta mời mình mua, nó thật nếu mà nói ra thì mình nghĩ là mình tốt hơn cái người trúng số rất nhiều. Bởi vì khi mà mình mua vé số thì mình thường cho họ thêm 5.000. Đó, nhưng mà thật sự ra thì có khi nào mà mình trúng đâu, toàn là thấy mua quăng không à. À, thấy người ta trúng thì cũng ham, nên đôi khi cũng muốn thử vận may. Nhưng mà thật sự luôn á, là nếu mà mua một tờ vé số xong á, và giống như buổi sáng mình mua đi, và cái khả năng mà mình rút cái tờ vé số đó là tới 99.99% đó, là cái khả năng mà mình trả cái tờ vé số đó, tức là mình mua không có trúng được. Và mình hay có thói quen đó là ước, ấy là ước gì là mình trúng được cái tờ vé số, trúng được một tờ thôi, thật sự luôn. Mình chỉ cần không có cần trúng nhiều đâu, chỉ cần trúng đến một tờ vé số thôi thì cuộc đời mình nó sẽ sang chừng hết. Sao mà mình nói cái gì người, ví dụ họ cho có trúng khoảng một chục tờ vé số luôn, nhưng mà sau vài năm á, thì cuộc sống của họ lại cũng trở về như ban đầu. Cái thứ nhất là họ bị cái đồng tiền chi phối, nghĩa là tiền vé số là cái tiền trúng vé số là cái tiền trời cho, tức là cái tiền đó không phải là do mình làm ra mà do mình may mắn mình có. Mà đôi khi tự nhiên khi không mình có một cái cục tiền thì mình cũng không có biết sử dụng cái đồng tiền nó như thế nào. Và đa phần á, thì ai cũng có tính năng chơi hưởng thụ mà thật sự luôn, thì con người ai cũng có tính năng chơi hưởng thụ hết á. Đó nên là sau vài năm này kia thì mèo vẫn hàng ngày mình thân. Còn khi bản thân mình á, nếu mà mình bản thân mình mời trúng số đi, thì cái thứ nhất á, thì mình sẽ đầu tư vào một cái gì đó an toàn. Tức là đầu tư là có hai loại đầu tư an toàn và đầu tư mạo hiểm. Đầu tư an toàn ở đây là mình sẽ mua chắc
một lát nữa là trời mưa quá, thì mình thấy trời chuyển mưa rất là nhiều. Đầu tiên về ở đây là mình sẽ đầu tư vào vàng với lại ngoại tệ, vì những cái kênh đầu tư đó nó ít có biến động, hoặc là nó có biến động một thời gian nhưng mà xu hướng nó vẫn là xu hướng tăng đó. Còn xu hướng còn đầu tư mạo hiểm ở đây tức là mình sẽ tự kinh doanh. Kinh doanh ở đây thì nói là mạo hiểm cũng không đúng, mạo hiểm nó cái chỗ là giống như đâu bây giờ mình lấy những cái món hàng mà không có ai mua, không ai sử dụng thì mình sẽ lỡ cái đống hàng đó, nhưng mà mình vẫn có thể mình thanh lý được để mình giảm được cái tâm hồn nó xuống, tức là giảm được cái chi phí đó xuống, giảm cái chi phí lỗ nó xuống. Nhưng mà dù sao thì mình vẫn hy vọng sẽ trúng được một vài cái số để mình có thể là mình vô trong những cái chùa như là cái chùa lúc nãy á, cái chùa lúc nãy mình mới tự nhiên qua đó, thì mình sẽ vô trong cái chùa đó, mình sẽ cúng gạo, với lại mình cho những cái ông bà ở trong đó đó, mình cho mỗi người 300.000 cũng được. Cái đó là giống như là mình muốn vô cái nhân lành vậy đó. Mình cũng muốn là những cái người đó biết là xã hội vẫn còn những cái người quan tâm đến họ, mặc dù là công tác của họ đã rời bỏ họ rồi. Thế thì mình cũng hy vọng là mình vẫn muốn vậy. Nhưng mà rất có một cái là mua vé số xong quần, mua vé số xong quần vô giờ mà mình trúng thật sự luôn á, giống như cái vụ đi tổng số lần mình mua, tổng cái chi phí mình bỏ ra mình mua vé số đi trúng là mình mua khoảng 200-300 nghìn, 200-300 nghìn đó, rồi cái xong mình trúng được khoảng gần 100 nghìn thật sự luôn, là mình chỉ trúng tài có 100 thôi mà chưa bao giờ có cảm giác trúng 2-3 triệu, 3-4 triệu gì đó, chưa bao giờ có cái cảm giác đó, chưa bao giờ một lần trúng luôn. Hy vọng rằng trời thương trời độ, một ngày đẹp trời nào đó thì mình sẽ trúng được một tờ độc đắc để mình có thể thay đổi cuộc đời, thay đổi thói quen, thay đổi cuộc đời, thay đổi cuộc đời của mình. Thì mình vẫn hy vọng vậy. Bởi vì á, giống như ví dụ đi, hôm nay mình mua một tờ vé số, mình và hôm nay góp rồi mình ngày mai mình mua thêm một tờ vé số, thì cái chiều ngày mai á thì mình cái là nó quay trở về điểm xuất phát rồi, nó sẽ không có tăng lên được một cái tỷ lệ, nó không có tăng lên được cái phần trăm nào hết á. Cái là mỗi lần mà mình dùng vé số mình mua thêm một tờ mới là coi như là cái tờ đầu tiên mình mua cho nó, đó là mình chỉ bị lỗ tiền thôi chứ không bao giờ mà mình lời. Nhưng mà dù sao thì sống mà cũng phải có hy vọng về một cái ngày mai tươi sáng hơn. Quay lại với cái chuyện mà mình chuẩn bị mình nhập cái camera mình bán đi ha, thì mình thật sự ra thì mình vẫn đang phân vân. Nói chung á, khi mà bản thân mình nhiều tiền á thì mình mua hàng mình sẽ không bao giờ như là mình phải suy nghĩ giống như là một cái rủi ro, một cái đơn như thế nào thì đương nhiên là ai mua hàng cũng là rủi ro, nhưng mà nếu mà mình có vốn nhiều á mình không có đánh cược hết tất cả số tiền có vào trong cái đơn này đó thì mình sẽ bớt ra hơn rất là nhiều. Còn cái này là giống như là có thể nói là mình đánh cược hết tất cả cái số tiền mà mình đang có luôn đó, mình đánh vào trong cái đơn hàng này
nên thật sự tôi thì đặt dụng chi phí có rẻ hơn là khi mà mình đặt trực tiếp ở trên những cái web sàn thương mại điện tử thiệt á.
phía đây có một cái khu vực cách ly, nhưng mà đi ra thì mặc dù là hiện tại số ca nhiễm nhiều á, nhưng mà có lẽ là mọi thứ nó đi vào đúng cái quỹ đạo. Lúc nãy dài mát, bây giờ nắng lên, dài nắng như vậy đi về rất là nhức đầu, thật sự rất là mệt. Chắc mình đang bị dạ dày nên là ăn nhiều nhiều cũng không có tăng cân được. Nóng ghê, khó chịu ghê. Chắc cũng đó với mày rồi. Vậy ấy là ta nói là chắc dù sao chắc cũng rớt rồi chứ không có đậu đâu. Ủa rồi sao gọi tao gì vậy? Để lát về tao, giờ đang ngoài đường. Để một lát tao về tao coi, giờ đang ngoài đường. Ừ, chừng nào đăng ký hú cái tao. Ừ, thì ấy nói là chừng nào mà mày đăng ký thì mày hú tao. Rồi. Vậy 1.2 triệu là tiền thi với tiền học đó hả? Ừ, rồi. Đây là cái đường ụn cây. Đường ụn cây có nghĩa là cái ụn cái cây á, giống như là một cái bụng cây vậy đó. Giống như là cái gốc cây vậy, nó là cái gốc cây để cho dễ cây dễ phân biệt, cây dễ tưởng tượng thôi. Thôi mình nghĩ là chạy nữa cũng không có gì hết, để vòng lại. Lúc nãy có một cái ông già một mấy cái số ở phía túi trước kia, chắc mình sẽ chạy lại mình mua giùm người ta 2 đồng cái số. Biết là mua xong cũng quăng thôi, chứ trúng thì không được, trúng được không.